What's up, Vietnam? This is Michael from Project A. I'm super, super excited to be announcing that I'm coming to Vietnam, to Ho Chi Minh City, next month. I'll be collaborating with my buddy Yui from East Ubud, Vietnam, and we'll be doing some very interesting projects over there. We're starting on the 11th of April, and we're gonna do live tuning. We're gonna do some interesting videos and whatever content you can think of. So if you happen to be free at that time, please drop by. I'm excited to meet all of you. Và đó là chào đến từ Mai, CEO và founder của Project A. Thì Project A là một công ty tuning hàng đầu thế giới. Thì Mai sẽ qua đây từ ngày 10 đến ngày 17. Mai và Cubus Việt Nam sẽ tập trung làm 3 xe, một xe VinFast, một xe BMW, máy B48, B20A và một chiếc Mercedes, máy 264. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, nếu các bạn có nhu cầu tune cái xe của mình thì các bạn có thể booking. Cái quy trình làm việc của Ecoboost Việt Nam và Project A sẽ như sau: là xe mình sẽ đổi một cái bản base, sau đó mình sẽ data log trên một cái dàn dyno có tải. Cái data log đó nó sẽ cho mình biết được cái sức khỏe của xe và những cái phản ứng của xe đối với cái bản map base đó. Sau đó mình sẽ tinh chỉnh từng cái một trên cái bản map base đó, nó gọi là fine tuning, cho tới khi nào mà cái xe nó phản ứng tốt nhất và healthy nhất, cùng với việc là đạt được cái công suất tốt nhất, thì cái xe đó sẽ có một cái bản software hoàn thiện nhất.